chưa được đề đáng. Tăng lên chút cho nó nhanh nha. Rồi về thì nhà không qua. Rồi đây lấy sản phẩm lên. Lấy bề mặt mâm lên nha. Đó. Tao đừng quay mà bà này đi ra đi. Và nãy giờ cũng là đơn hàng của chị Hương Nguyên đây ở phường 3 quận 5 đường An Dương Vương, đặt hỏa tốc Grab trên Shopee đây. Oh, ok tất cả ha, không có bất cứ vấn đề gì nha. Và xin cho sản phẩm xuống nè. Rồi bề mặt mâm ha, chị đặt 18 cm cho nên là nó có cái mâm rời như thế này. Rồi xin tắt công tắc mặt sau này, bề mặt mâm ngon lành hết ha. Muốn tốc độ hoạt động bình thường ha, hết pin thì chị sạc đầy vào thì sử dụng. Và bây giờ xin dán một cái tem bảo hành lên trên sản phẩm chị. Đây, tem bảo hành nằm đây. Rồi, ok hết tất cả nha. Xin cảm ơn. Xin chào.